Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Thiêu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ ở thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ nhất thì vẫn liên quan tới tình hình tại Âu Châu. Quý vị, trong ngày hôm nay, cuộc tấn công của Nga ở Kharkiv đã bắt đầu ráo riết hơn. Ít nhất có 7 người đã bị thiệt mạng bởi cái cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga và dẫn tới một số những cái biến cố khác. Trong đó ngày hôm qua, tôi có loan báo cho quý vị là Estonia lên tiếng cho biết hơn 50 cái phao định hướng cho tàu bè ở khu vực dòng sông biên giới giữa Nga và Estonia. Thì Nga đã bất ngờ cho tịch thu khoảng 24 cái phao định hướng cho tàu bè. Và điều này thì Estonia đã lên tiếng và cho thấy rằng đang có những cái biến chuyển mới ở trong cái cuộc chiến của Ukraine, mà trong đó thì sẽ có nhiều cái điều mà tôi nghĩ rằng là NATO phải thay đổi chiến lược. Quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin trước đi. Quý vị, ít nhất có 7 người đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga ở thành phố Kharkiv. Đây là cái bản tin của đài BBC. Trong đó thì cuộc tấn công mới nhất của Nga có 7 người bị thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương sau khi mà hỏa tiễn của Nga đã tấn công vào thành phố Kharkiv ở phía đông bắc của Ukraine, theo tường trình cho biết. Và ít nhất còn 2 người đã bị mất tích trong cái vụ tấn công này. Lực lượng Nga bắt đầu tấn công vào các thành phố lớn hàng thứ 2 trên ở Ukraine, và ít nhất có 15 lần tấn công. Và hiện nay những người dân trong thành phố vẫn còn nằm trong các trại trú bom. Và đầu tháng này, lực lượng của Nga đã bắt đầu tái các cuộc tấn công ở khu vực này và đã phá vỡ được một cái phòng tuyến quan trọng của Ukraine vào cuối tuần qua. Trong ngày thứ tư thì ông Sinagubov đã lên tiếng và nói rằng cuộc giao tranh vẫn diễn ra ở cái thị trấn có tên gọi là Bletennivka và Vostchansk, được xem là một trong những nơi mà phía Ukraine đang kiểm soát tại đây. Và quý vị, cuộc chiến này đã bắt đầu bùng nổ kể từ khi mà Nga bắt đầu tấn công vào cái thành phố, và Kharkiv được xem là thành phố lớn hàng thứ hai của Ukraine. Bên cạnh đó thì ngày hôm qua tôi có loan tin là Estonia lên tiếng cho biết là Nga đã lấy đi những cái phao định hướng, tức là navigation buoy, tức là một cái phao định hướng của cho các tàu bè trên dòng sông nằm ngay biên giới giữa hai quốc gia. Quý vị, Estonia nói rằng Nga đã bắt đầu lấy đi những cái phao định hướng ở trên cái dòng sông biên giới của hai quốc gia. Lực lượng gọi là tuần tra biên giới của Nga đã tịch thu một số những cái phao định hướng từ phía của Estonia trên dòng sông có tên là Narva River. Đại diện của quốc gia vùng Baltic cho biết vào ngày thứ năm, và cảnh sát cũng như lực lượng tuần tra biên giới của Estonia nói rằng là có phân nửa trong tổng số 50 cái phao này trên dòng sông để mà định hướng cho tàu bè di chuyển nằm ở giữa biên giới giữa hai quốc gia đã bị lấy đi từ sáng sớm thứ năm lúc 3 giờ sáng. Đây là lời phát biểu của phía và thủ tướng của Estonia là Kaja Kallas nói rằng kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine từ tháng 2 thì nơi đây được xem là cái nơi có nhiều tranh chấp và có rất nhiều những cái biến cố xảy ra ở biên giới. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đang quan sát. Quý vị, đó là một trong những cái tin mà chúng ta có được. Xin lỗi quý vị, tôi đã đưa lộn cái hình ảnh. Đây là cái hình ảnh của bản tin. Nga đã lấy đi một số những cái phao được xem là định hướng trên khu vực của dòng sông của hai quốc gia. Đó là cái tin mà chúng ta có được. Và trong một cái bài viết mới đây nhất trên hãng thông tấn Bloomberg, trong đó họ đặt câu hỏi liệu Âu Châu có thể đủ khả năng phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga hay không. Và bài này đã được viết vào ngày 23 tây tháng 5, tức là lên ngày hôm qua, là liệu Âu Châu có thể chịu nổi một cái cuộc phòng thủ của họ đối với cuộc tấn công của Nga hay không. Trong đó thì ở bờ đông của NATO, các thành viên đang gia tăng cái khả năng quốc phòng của họ trước tương lai sự bức hại của Nga. Hai năm cuộc chiến tại Ukraine mà Điện Kremlin đã khiến cho hàng chục ngàn người Ukraine đã bị thiệt mạng, trong đó đã khiến cho phía của NATO đã nghĩ rằng cuộc chiến này là có thể kéo dài, và trong đó hàng trăm ngàn binh sĩ đã được đổ vào khu vực các quốc gia ở biên giới giữa lúc mà Đức đang có sự hiện diện gọi là vĩnh viễn tại đây.
Hiện nay thì liệu điều này có đủ hay không để có thể đáp ứng được cái nền kinh tế quân sự của Nga, NATO phải tăng cường ngân sách quốc phòng, và ông Trump trước đây đã nói chuyện này. Và tại vùng Baltic thì có hàng loạt các cái sư đoàn của Đức, của Canada và của Anh nhằm có thể hỗ trợ cho đồng minh với lời cam kết sau khi mà 30.000 quân đã được trú đóng ở đây trong vòng mấy năm qua, và cái giá trả cho cuộc chiến của Ukraine không rẻ lắm. Và quý vị, đây là một cái bài phân tích và Bloomberg kết luận. Muốn như vậy thì NATO phải tăng ngân sách quốc phòng 2% trong tổng số GDP vốn không đủ. Đây là cái bài nhận định của hãng thông tấn Bloomberg đã đưa ra. Như vậy thì quý vị, cuộc chiến của Ukraine kéo dài hơn 2 năm và bây giờ thì dường như là NATO đã bắt đầu mệt mỏi. Nga thì vẫn chưa thấy có dấu hiệu, có thể có một khúc nào đó Nga đã mệt mỏi, nhưng bây giờ thấy rõ ràng phía Nga đã bắt đầu tập trung rất nhiều vào cuộc chiến của Ukraine. Đặc biệt là cái việc ở khu vực Kharkiv, nơi được xem là thành phố lớn hàng thứ hai của Ukraine, nằm ở khu vực đông bắc của Ukraine, tức là nằm sát biên giới của cả hai quốc gia Belarus và Nga. Thì quý vị, cuộc tấn công trong gần một tháng qua thì phía của Ukraine đã bị chọc mất ít nhất là hai cái mặt trận tiền tuyến phòng thủ, và họ đã phải mất một số ngôi làng ở tại đây, và những ngôi làng này nằm cách thành phố Kharkiv chỉ có 30 cây số mà thôi. Điều này cho thấy là nếu cuộc chiến này kéo dài thêm một tuần, hai tuần nữa mà Nga ráo riết tấn công thì liệu Ukraine có giữ được Kharkiv hay không? Và nếu như Ukraine mất luôn Kharkiv thì chuyện gì xảy ra, quý vị? Tại vì Kharkiv nằm ở phía đông bắc nhưng cũng không xa lắm với thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine. Và NATO thì sau khi mà có sự báo động này thì trước đó thì ông Tổng thống Pháp là ông Macron đã không loại trừ cái việc mà đưa lực lượng NATO vào Ukraine. Thì quý vị, điều này ông ta đưa ra cái ý kiến này đã bị Nga phản ứng. Tuy nhiên, các quốc gia khác thì đưa ra một cái ý kiến lách luật hơn. Ví dụ như là Ba Lan họ đưa ra cái ý kiến là không cần phải đưa quân vào NATO. Tuy nhiên thì có thể lắp đặt cái dàn hỏa tiễn phòng thủ ở biên giới của Ba Lan và của Ukraine, cũng như ở tại khu vực của vùng Baltic, tức là Estonia, Latvia và Lithuania, để có thể giúp cho phía của Kiev bắn trận tất cả những cái hỏa tiễn nếu như Nga mà tấn công dồn dập vào thành phố Kiev. Thì quý vị, đây là sáng kiến của Ba Lan. Nó khởi đi từ cái vụ mà Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã bắn trận các cái hỏa tiễn mà Iran đã bắn vào lãnh thổ của Do Thái trước đây. 350 cái tròn và hỏa tiễn, và dàn phòng thủ Iron Dome của Do Thái đã bắn trận gần hết. Tuy nhiên, có một số những cái hỏa tiễn và tròn do chính lực lượng đồng minh của Do Thái từ bên ngoài bắn rớt tất cả những cái hỏa tiễn này. Thì quý vị, bây giờ Ba Lan đã lấy cái ý tưởng là sử dụng, tức là không đưa quân vào NATO, nhưng có thể giúp cho Kiev phòng thủ được bằng cách là bắn trận tất cả những cái hỏa tiễn của Nga. Thì quý vị, điều này cho thấy là NATO đã bắt đầu lo ngại là Ukraine sẽ không giữ được cái khu vực của Kharkiv, và có thể cuộc chiến này Nga lại chiếm thêm một phần lợi thế. Đây là cái sự lo ngại của phía Liên minh NATO. Tuy nhiên thì ông Tổng thống Pháp, ông Macron, nói rằng ông ta sẽ không loại trừ việc duyệt xét đưa lực lượng của Pháp vào NATO, vào Ukraine. Thì quý vị, điều này có nghĩa là NATO có thể sẽ đưa lực lượng của họ vào trong Ukraine để mà giúp cho Ukraine chống trả lại cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, giống như tôi đã nói trước đây, là điều này đã quá muộn. Đáng lý họ phải đưa lực lượng này vào Ukraine trước khi Nga tấn công, thì quả chăng có thể kềm chế được phía của Nga. Nhưng bây giờ cuộc chiến xảy ra hơn 2 năm rồi. Coi như là chúng ta đã bước qua tháng 7, tháng 8 là đúng 2 năm rưỡi rồi. Thì quý vị, cuộc chiến này vẫn chưa chấm dứt, và NATO chỉ giữ nhiệm vụ bơm tài chánh, bơm vũ khí vào cho Ukraine. Ukraine bị thụ động là một phần là do phía NATO chậm trễ trong cái việc tiếp tế vũ khí cho phía của Ukraine. Và giờ đây thì cái giá phải trả là thành phố Kharkiv có thể bị mất đi. Thì quý vị, điều này cho thấy là cái chiến lược ban đầu của NATO tránh xung đột trực tiếp với Nga đã hoàn toàn thất bại. Và giờ đây thì quý vị, khi mà ông Macron lên tiếng về cái vấn đề gọi là đưa NATO vào Ukraine, ngay lập tức Nga đã có những cái hành động phản ứng. Thứ nhất là Nga đang tập trận nguyên tử để gửi một thông điệp cho phía của NATO: các anh đưa quân vào Ukraine là chúng ta sẽ đối đầu trực tiếp. Đây là cái hành động đe dọa từ phía của Nga. Và thứ hai là cái hành động của Nga ở trên vùng Baltic,
tức là bây giờ họ thu các cái họ tịch thu các cái phao định hướng đi của tàu bè. Đây là cái dòng sông nằm giữa nước Nga và Estonia, và dòng sông này có khoảng 50 cái phao giúp cho tàu bè di chuyển và biết cái hướng di chuyển của mình. Thì các vị, bây giờ Nga tịch thu ít nhất là 24 cái phao định hướng này. Có nghĩa là các vị, Nga đã bắt đầu dòm ngó tới các quốc gia vùng Baltic. Và giống như tôi nói, nếu NATO mà có hành động nào ở Ukraine, dù là đi theo cái ý tưởng của Ba Lan, tức là lắp đặt cái dàn phòng thủ dọc theo biên giới của Ba Lan và bắn chặn tất cả những cái hỏa tiễn của Nga bắn vào thủ đô Kiev, hay là theo lời của ông Tổng thống Pháp là đưa lực lượng NATO vào Ukraine, thì quý vị, có nghĩa là đã tạo cơ hội cho phía của Nga. Tuy nhiên thì tôi biết là phía Nga họ không có đối đầu trực tiếp với NATO trên chiến trường của Ukraine, mà Nga đang dòm ngó tới các quốc gia vùng Baltic gồm 3 quốc gia thành viên của NATO. Nơi đây thì quý vị thấy là Đức, Canada và Anh đã lắp đặt một dàn lực lượng quân sự của họ được xem là vĩnh viễn, tức là họ cũng e ngại rằng là Nga sẽ tấn công các quốc gia vùng Baltic. Và 3 quốc gia này đều là thành viên của NATO, đồng thời cũng là thành viên của Liên hiệp Âu Châu. 3 quốc gia này được xem là 3 quốc gia rất nhỏ nằm ở vùng Baltic. Trước đây họ nằm trong Liên bang Xô Viết, nhưng bây giờ thì họ độc lập và họ được xem là nằm trong thành viên của NATO. Thì quý vị, như vậy thì nếu như Nga chiếm xong chiếm được Kharkiv thì liệu cuộc chiến này có diễn biến như thế nào? NATO còn giữ được thái độ tránh né một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga hay không? Câu trả lời của tôi là không, bởi vì nếu mà Nga chiếm được Kharkiv thì nó có những cái ý nghĩa khá quan trọng. Thứ nhất là cho thấy là lực lượng của Ukraine dù có đầy đủ vũ khí vẫn không cản được cái cuộc tấn công của Nga lần này, sau khi nó kéo dài hơn 2 năm cuộc chiến. Và điều thứ hai là tâm lý của người dân Âu Châu sẽ bị chấn động và sợ hãi khi mà Nga chiếm được Kharkiv, bởi vì họ sẽ thắc mắc 32 quốc gia thành viên bơm vũ khí tới mức như vậy mà vẫn mất Kharkiv. Thì quý vị, yếu tố tâm lý này nó sẽ lan rộng ở Âu Châu, cộng thêm vân dân Âu Châu đang có những cái cuộc xung đột ngay trong nội bộ, tức là Liên hiệp Âu Châu tiếp tục ra những cái luật đi gọi là siết chặt về vấn đề môi trường, đã khiến cho nhiều nông gia của Âu Châu đang biểu tình phản đối, đặc biệt là họ đã bắt đầu mệt mỏi với cuộc chiến tại Ukraine. Bằng chứng là quý vị thấy là Ba Lan dân giới nông dân đã đóng cửa biên giới với lại Ukraine, bởi vì họ không chấp nhận được mặt hàng nông sản giá rẻ của Ukraine đang phá giá và gây thiệt hại cho nông gia của Âu Châu, trong đó các nông gia từ Ba Lan qua tới Pháp đều đồng loạt biểu tình. Họ phản đối cái chính sách áp dụng về môi trường của Liên hiệp Âu Châu, đồng thời họ cũng phản đối về cái tình trạng mặt hàng phá giá của Ukraine đang khiến cho họ thiệt hại. Do đó, cộng thêm nếu mà Nga thắng được và chiếm được Kharkiv thì yếu tố tâm lý này nó lại bùng phát một cái sự sợ hãi khác. Và sự sợ hãi này sẽ là một cái áp lực chính trị với các quốc gia trong Liên Âu và kể cả các quốc gia trong NATO. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái đòn mà Nga có thể phân hóa được NATO. Đây là những cái đòn mà Nga có thể phân hóa được các quốc gia trong NATO. Và do đó quý vị, Nga sẽ quyết tâm chiếm Kharkiv, và nếu như mà Nga thành công chiếm được Kharkiv thì coi như NATO phải thay đổi chiến lược hoàn toàn. Và thay đổi chiến lược này giống như tôi nói là nếu mà đưa quân vào Ukraine thì không có lợi gì cả. Không có lợi gì trong cái giai đoạn này nếu đưa quân của NATO vào Ukraine, mà thay vào đó là tấn công trực tiếp vào 2 thành phố St. Petersburg và Moscow. Thì chỉ có điều này mới ngăn chặn được và chấm dứt một cách dứt khoát cái tham vọng của Putin. Quý vị, chúng tôi mở cái bản đồ lên cho quý vị thấy là cái những cái quý vị thấy là Ukraine đang có cuộc chiến ở đây, và quý vị, đây là thành phố Kiev và Kharkiv, quý vị. Ok, tôi zoom vào thì quý vị thấy là gần như là Kharkiv là nằm ở đây và Kiev nằm ở đây. Bây giờ nếu như mất luôn cả Kharkiv thì có nghĩa là Kiev sẽ có nguy hiểm. Ok quý vị, bên cạnh đó thì Estonia là quốc gia có cái đường biên giới với lại Nga, thì mấy ngày nay Nga đã có hành động và quý vị thấy là thành phố St. Petersburg nằm sát biên giới của Estonia. Quý vị thấy đây là thành phố St. Petersburg, còn Moscow nằm ở đây. Thì điều duy nhất mà phía của NATO có thể làm là tấn công trực tiếp vào Moscow hoặc là St. Petersburg để làm chậm cái bước tiến của Nga tại Ukraine. Đây là cách duy nhất, thứ nhất là chặn được cái việc mà Nga
đang nuốt dần lãnh thổ của Ukraine. Thứ hai là và Nga nếu bị tấn công, họ bắt buộc phải dồn lực lượng quân sự của họ ở tại St. Petersburg và vùng biên giới để phòng thủ. Và điều thứ hai, nếu may mắn cuộc tấn công này diễn ra và có thể hạ được cái quyền lực của ông Putin, thì cuộc chiến này sẽ chấm dứt. Cuộc chiến này sẽ chấm dứt được xem là ngay lập tức nếu chế độ của ông Putin bị giật sập bởi cuộc tấn công của NATO vào thẳng nước Nga. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là NATO chỉ còn con đường này. Còn nếu không, nếu tình trạng mà cứ bơm vũ khí đứng bên ngoài và cả việc mà gọi là sử dụng cái dàn phòng thủ ở phía biên giới của Ba Lan cũng không hữu hiệu. Bởi vì quý vị thấy, nếu mà chúng ta ngó trên bản đồ, chưa chắc đã chặn được, là bởi vì thành phố Kiev nằm khá xa. Ok quý vị, thành phố Kiev nằm ở gần phía đông của Ukraine. Trong khi đó, bây giờ chúng ta đặt trường hợp là Ba Lan dàn phòng thủ ở đây nè, bắn chặn, trong khi Nga ở đây họ bắn qua rất gần, ở đây bắn qua chưa chắc bắn chặn được. Tức là hỏa tiễn tới nơi thì là mà hỏa tiễn của Nga đã lọt vào Kiev rồi. Do đó quý vị, đây là một trong những cái nhìn cho chúng ta thấy rõ là cuộc chiến tại Ukraine, nếu NATO vẫn duy trì cái thái độ trước mắt. Trong tuần này thì khối G7 đang thảo luận tới việc dùng tài sản của Nga 280 tỷ Mỹ Kim, cái tiền lời đó, để mà đóng góp cho phía của Ukraine. Thì quý vị, khối G7 đang thảo luận chuyện này, với cái đó là cái sáng kiến của phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì Nga đã lên tiếng cảnh báo. Nga lên tiếng cảnh báo là họ sẽ có những hành động trả đũa thích đáng nếu phía NATO và phía của khối G7 quyết định là sử dụng cái khối tài sản đóng băng, cái tiền lời của khối tài sản này để đóng góp vào cái ngân sách hỗ trợ cho Ukraine. Họ ước lượng một năm khoảng 3 tỷ. Thì quý vị, hành động này có khác nào khiêu khích Nga? Bởi vì Nga đang có tham vọng, nhất là Putin, ông ta đang có tham vọng, thứ nhất là tạo một vùng trái độn giữa nước Nga và khối Tây Phương. Thứ hai, ông ta vẫn muốn thu hồi những vùng đất nằm trong cựu Liên bang Xô Viết trước đây. Do đó, bất kỳ một hành động nào mà của NATO đưa ra mà phía Nga xem là đối đầu trực tiếp, thì chuyện đầu tiên, họ sẽ tấn công 3 quốc gia vùng Baltic. Và lần này, họ có thể được sự hỗ trợ của cả Belarus. Đây là cái điều không tránh khỏi nếu NATO có hành động được xem là trực tiếp can dự vào cuộc chiến của Ukraine. Kể cả việc dùng hỏa tiễn từ biên giới Ba Lan bắn qua, từ Romania bắn qua, cho tới việc mà đưa quân vào Ukraine giống như ông Tổng thống Pháp nói, thì quý vị, điều này sẽ dẫn tới tình trạng gọi là xung đột một cách trực tiếp. Tuy nhiên thì phía Âu Châu, Pháp vẫn muốn điều này. Bởi vì Pháp biết rõ chỉ cần khiêu khích Nga để có những hành động mạnh mẽ thì bắt buộc Hoa Kỳ phải can dự. Ý của Pháp là muốn cho phía Hoa Kỳ can dự trực tiếp vào cuộc chiến tại Ukraine. Mặc dù ông ta nói rằng là NATO và Pháp có thể đưa lực lượng của họ vào Ukraine, nhưng mà trên thực tế lực lượng này chỉ mang tính chất khiêu khích mà thôi. Lực lượng chủ lực để mà có thể đánh lùi lực lượng của Nga vẫn là lực lượng của Hoa Kỳ. Do đó, Tổng thống Pháp đưa ra lời phát biểu này, rõ ràng là ông ta muốn sử dụng cái ngôn ngữ và thậm chí là hành động trực tiếp để khiêu khích Nga tấn công thêm. Mà khi Nga tấn công thêm thì Hoa Kỳ không bỏ mặc được cái an ninh của Âu Châu, bắt buộc phải nhúng vào. Đây là cái cách mà ông Tổng thống Pháp đang gọi là khích tướng đối với Nga và khích tướng đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giống như tôi nói, giờ phút này mà đưa quân vào Ukraine hoàn toàn không có lợi. Hoàn toàn không có lợi. Mà ngược lại còn khiến cho Nga trở nên diều hâu hơn. Do đó, bởi vì cuộc chiến xảy ra trên chiến trường của Ukraine, thì Nga không mất nhiều nhiều, Nga không thiệt thòi nhiều. Ukraine là cái quốc gia thiệt thòi nhất. Còn nếu như tấn công trực tiếp vào nước Nga, vào Moscow hay St. Petersburg, thì điều này nó khác. Nga sẽ phải rụt tay. Bất kể Nga có đe dọa nguyên tử cỡ nào, họ cũng phải rụt tay. Bởi vì quý vị, họ biết được nếu tiếp tục thì cả chế độ của Putin sẽ bị sụp đổ. Nếu NATO quyết tâm tấn công vào lãnh thổ của Nga, thì tôi nói với quý vị là chế độ Putin sụp đổ ngay. Bởi vì quý vị thấy là cái sự thay đổi trong thời gian vừa qua, sau khi mà ông Putin có thêm nhiệm kỳ thứ hai, thì lần này quý vị, ông Putin đã hạ bệ ông Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng của Nga,
người được so cho là tâm điểm của cái cuộc gọi là nổi loạn của ông Prigozhin. Ông Prigozhin là người sáng lập tổ chức lính đánh thuê Wagner và ông ta đã chết trong cái tai nạn máy bay. Sở dĩ ông ta phản đối và có cuộc nổi loạn đó là đến từ Sergei Shoigu, khi mà ông ta nói rằng lực lượng lính đánh thuê của ông ta đã bị thiệt hại 2.500 binh sĩ bởi vì cuộc pháo kích lầm của Sergei Shoigu. Và ông ta buộc Sergei Shoigu phải chịu trách nhiệm cho cái chết của các binh sĩ của ông ta, dẫn tới cuộc nổi loạn. Và giờ đây thì quý vị, Putin sau thời gian mà hạ bệ ông Prigozhin xong, thì bây giờ tới Sergei Shoigu. Trên nguyên tắc, Sergei Shoigu đã lọt vào trong cái hội đồng an ninh quốc gia, nhưng mất quyền lực. Quyền lực lại được trao cho hai nhà kinh tế, ít nhất là một nhà kinh tế của Nga, cố vấn kinh tế của Nga. Người này không có background gì về vấn đề quân sự cả. Bây giờ nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng, có nghĩa là giống hôm trước tôi có làm bài phân tích là Nga đang muốn dùng cái nền quốc phòng làm nền kinh tế chủ lực, back up cho cái nền kinh tế năng lượng. Nếu như trường hợp mà phía Âu Châu bắt đầu siết chặt tất cả những cái nguồn năng lượng xuất cảng từ phía Nga, thì ít nhất Nga còn một cái hướng khác để mà bù đắp vào kinh tế của họ, đó là xuất cảng về quốc phòng. Mà trong xuất cảng về quốc phòng thì trước nay Nga vẫn bán những cái vũ khí nhỏ cho các nước nhỏ, vũ khí lớn cho các nước lớn. Ví dụ như Trung Quốc vẫn mua các cái loại vũ khí tân tiến của Nga, những chiếc Su-30, Su-35 là những cái máy bay chiến đấu cơ tân tiến của Nga. Ngược lại, các quốc gia ở Phi Châu thì họ nhập cảng rất nhiều những loại vũ khí hạng trung và hạng nhỏ của Nga. Do đó quý vị, Nga trong 2 năm mấy qua, mặc dù có cuộc chiến tại Ukraine, nhưng nền kinh tế của họ vốn không bị suy chuyển bởi lệnh cấm vận của Tây Phương. Vậy thì quý vị, thời gian tới này, nếu mà phía NATO không thay đổi chiến lược, thì cuộc chiến này vẫn tiếp tục kéo dài và sự tổn hại ngoại trừ Ukraine ra, NATO cũng thiệt hại bởi vì cuộc chiến này ảnh hưởng tới nền kinh tế của Âu Châu, nhất là ngành năng lượng. Bây giờ Âu Châu chỉ có hy vọng là ông Tổng thống khác của Hoa Kỳ lên. Nhưng mà nếu ông Trump lên thì quý vị, hai mặt một đồng tiền, ông có thể buộc Putin chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng bù lại, ông sẽ buộc khối Âu Châu là phải đáp ứng tất cả những cái chiến lược và yêu cầu của Hoa Kỳ. Một điều mà đám Âu Châu không muốn, nhất là vấn đề kinh tế. Đám Âu Châu chỉ muốn Hoa Kỳ bảo vệ an ninh quốc phòng cho họ. Kinh tế họ muốn hoàn toàn độc lập, tự quyết định trên dựa trên quyền lợi của họ. Do đó quý vị, nếu ông Trump quay trở lại chính trường, ông có thể chấm dứt cuộc chiến của Nga và Ukraine. Nhưng bù lại, ông sẽ ép đồng minh NATO ngộp thở về vấn đề kinh tế, ít nhất là về vấn đề kinh tế. Về vấn đề quân sự thì chắc chắn NATO phải tăng ngân sách quốc phòng từ 2% cho tới 2.5% trong tổng số GDP. Nhưng về kinh tế, ông sẽ ép, ông buộc Âu Châu phải tháo gỡ tất cả những cái luật lệ áp dụng trong thời gian vừa qua. Trong 4 năm qua, Liên hiệp Âu Châu đã liên tục thông qua những cái luật lệ, mà trong đó thứ nhất là họ thúc đẩy cái chính sách về môi trường, một điều mà ông Trump không chấp nhận. Thứ hai là những cái chính sách của họ nhắm thẳng vào những công ty của Hoa Kỳ. Do đó ông Trump sẽ ép khối Liên hiệp Âu Châu và NATO là phải thay đổi tất cả những cái luật lệ này. Còn nếu không thì hậu quả NATO tự đánh. Thì quý vị, ông Trump mà lên thì NATO sẽ đối diện với hai mặt một đồng tiền. Về mặt an ninh, họ có thể giải quyết được bởi vì ông Trump sẽ thẳng thắn giải quyết cái cuộc chiến này một cách dứt khoát, là giúp cho họ có thể giữ gìn được an ninh. Nhưng về mặt kinh tế, họ phải đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ. Thứ nhất là tháo gỡ tất cả những cái luật lệ trói buộc đối với những công ty Hoa Kỳ. Thứ hai là ông Trump sẽ buộc họ tách dần nền kinh tế của Trung Quốc, tách ra khỏi nền kinh tế của Trung Quốc, không còn lệ thuộc. Thì quý vị, điều này là cái điều mà đám Âu Châu không muốn, đặc biệt là Pháp và Đức. Và bây giờ thì quý vị, chúng ta thấy được cái cục diện của Ukraine không phải là có thể giữ được lâu. Với cuộc tấn công bây giờ ở Kharkiv, nó sẽ dẫn đến một cái tình hình Kharkiv mất. Nếu nó tiếp diễn trong một vài tuần lễ nữa, Kharkiv có thể mất. Và khi Kharkiv mất, tức là một cái cú sốc rất lớn cho NATO. NATO bắt buộc phải đổi chiến lược. Nếu như không quý vị, dần dần sẽ tới Kiev, dần dần sẽ tới những thành phố khác. Và cái chiến thuật này của Nga gần như là đang có một cái lợi thế của Nga, là Nga đã có thêm sự hợp tác của nhiều quốc gia kẻ thù của Hoa Kỳ.
trong đó đứng đầu là Trung Quốc, đứng nhì là Iran, đứng ba là Bắc Hàn. Quý vị, Nga có sự hậu thuẫn này, mặc dù sự hậu thuẫn này bán chính thức, nhưng ít nhất Nga có được cái nguồn hợp tác với những quốc gia này. Do đó quý vị, lần này đám NATO phải có một cái thái độ cứng rắn. Còn nếu không, dần dần Kiev sẽ bị mất đi phần thành phố Kharkiv và mất dần lãnh thổ, và cái nguy cơ mà Nga mở rộng cuộc chiến ở vùng Baltic sẽ xảy ra. Đây là cái điều khó, không thể tránh khỏi. Không thể tránh khỏi, nhất là NATO mà chỉ cần một binh sĩ của họ xuất hiện ở tại chiến trường của Ukraine, Nga lập tức tấn công các quốc gia vùng Baltic. Ukraine chỉ là mặt diện. Mặt chính trong sau 2 năm cuộc chiến này, mặt chính của Nga là các quốc gia có đường biên giới, trong đó có Estonia, Latvia là hai quốc gia có đường biên giới trực tiếp, còn Lithuania thì không có đường biên giới trực tiếp, nhưng họ lại có một chút xíu đường biên giới trực tiếp thôi, nhưng họ có đường biên giới với Belarus. Thì quý vị, những quốc gia này đang nằm dưới sự đe dọa của Nga, nhất là những hành động gần đây. Nga đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều ở vùng Baltic. Thậm chí là quý vị, các chiến đấu cơ của Nga còn xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của các quốc gia này. Rồi bây giờ tháo gỡ các cái phao định hướng cho tàu bè cũng đã diễn ra vào ngày hôm qua, ngày hôm nay. Có nghĩa là chỉ cần một binh sĩ của NATO bước chân vào Ukraine, Nga sẽ mở cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Baltic. Tôi chưa dám nói tới Phần Lan có bị tấn công hay không, nhưng chắc chắn ba quốc gia nằm trong cái liên bang Xô Viết trước đây là Estonia, Latvia và Lithuania, là ba quốc gia này sẽ bị Nga tấn công. Và cuộc tấn công này có nghĩa là cuộc đối đầu trực tiếp, vì ba quốc gia này là ba quốc gia thành viên của NATO, mà cái article số 5, bất kỳ một quốc gia thành viên nào bị tấn công thì tất cả những quốc gia thành viên còn lại phải đứng chung để bảo vệ cho đồng minh của mình. Thì quý vị, cuối cùng cuộc chiến này cũng bùng nổ, cuộc chiến đối đầu giữa NATO và Nga cũng bùng nổ, không tránh khỏi. Bởi vì Kharkiv hiện nay chiếm một cái vị trí quan trọng, không những là cái mặt trận tiền tuyến của phía Ukraine phòng thủ, mà nó còn là một cái mặt trận về mặt tâm lý đối với người dân của Âu Châu. Do đó, nếu mất Kharkiv, dân Âu Châu sẽ rúng động. Cộng thêm cái tác hại đang diễn ra về kinh tế, tình trạng giá cả năng lượng cao, chi phí của cuộc sống cao, cộng thêm những mặt hàng phá giá của Ukraine mà đang bị chống đối bởi giới nông gia của Âu Châu, và những cái luật lệ được thông qua của Âu Châu đang khiến cho Âu Châu bị xào xáo. Và cuộc chiến này nếu mà Nga thành công tấn công được Kharkiv thì nó sẽ gây ra một cái yếu tố về tâm lý. Thì quý vị, xã hội của Âu Châu sẽ trở nên phân hóa hơn, chia rẽ hơn. Và kết quả quý vị, Nga có thể làm tan rã Âu Châu mà không tốn một viên đạn nào. Chỉ có cuộc chiến ở tại Ukraine mà thôi, nếu đám NATO vẫn tiếp tục thụ động như bây giờ. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!